nhà lá siêu dẹo mục nát bên bờ ao, ra vào chỉ có hai mẹ con. Mẹ buông gánh bán bưng, tảo tần hôm sớm. Đứa con trai còn nhỏ dại, đỡ đần mẹ những việc lặt vặt hàng ngày. Một hôm mẹ bảo con, sáng nay mẹ bắt được mấy con cua còn để trong giỏ ở góc bếp. Trưa con hái rau đay nấu bát canh cua, mẹ đi bán về, hai mẹ con ăn nha. Cậu bé thưa vâng, người mẹ quẩy gánh hàng rong ra đi. Cậu nhìn theo bóng mẹ xa dần. Cậu bé nhớ lời mẹ dặn, ra sau nhà hái một đám rau đay, rửa sạch rồi để vào rổ cho khô. Chiếc giỏ tre nằm nơi xó bếp, mấy con cua bò lổm ngổm. Cậu bé đến gần, định trút cua ra cối giả. Chợt thấy những đám bọt sùi trên thân cua, cậu ngẩn ra nhìn. Thì ra, cua cũng biết khóc ư? Chúng sợ mình giết chúng đây mà. Tội nghiệp quá, làm sao mình nỡ làm hại chúng được? Cậu mang giỏ cua ra bờ ao, trút hết cua xuống đất. Lũ cua được hồi sinh, vội vã bò đi tản mát. Cậu bé nhìn theo, mỉm cười. Đến trưa mẹ cậu trở về, nhìn bát cà muối nằm chỏng chơ trên chiếc mâm tre. Người mẹ ngạc nhiên hỏi, con quên nấu canh cua à? Thằng bé ngập ngừng, con không quên đâu mẹ, nhưng lúc bắt cua định cho vào cối, con thấy chúng khóc tội quá nên đã thả hết rồi. Người mẹ tức nghẹn, trố mắt nhìn con, lát sau mới thốt lên, cái gì, mày nói cái gì? Nhìn đôi mắt long lên của mẹ, thằng bé co rúm người lại, líu ríu không ra tiếng. Dạ, con thả cua đi hết rồi. Vừa mệt, vừa đói, lại vừa tủi cực cho số phận, người mẹ òa lên khóc. Trời ơi là trời, sao đời tôi khổ thế này? Người ta có con nhờ con, có của nhờ của. Tôi chỉ có một đứa con mà chẳng biết thương mẹ. Đồ bất hiếu, xéo ngay khỏi nhà này. Từ nay chẳng mẹ con gì nữa. Thuận tay, người mẹ cầm ngay đòn gánh phang vào chân con. Thằng bé trúng đòn đau điếng, vội chạy ù ra khỏi cửa. Người mẹ gục mặt vào cạnh bàn, đôi vai gầy guộc rung lên từng hồi trong cơn đau khổ xé lòng. Nỗi giận trời già bất công, nỗi thương thân phận hẩm hiu chưa hề có một ngày vui trọn vẹn, chưa một giờ nào thật sự thảnh thơi. Bên cạnh, vẫn âm ỉ nỗi ân hận đã nặng tay nặng lời với đứa con thân yêu duy nhất. Từ trước đến nay, có bao giờ thằng bé bị bà la mắng, nói gì đến đánh đập, đuổi xua? Chỉ tại hôm nay trời nóng quá, hàng họ ế ẩm, chủ nợ lại chặn đường chửi bới đủ điều. Cực và tủi nhục quá đỗi nên bà mất bình tĩnh. Mệt lả bà mẹ liệm đi, đến chừng tỉnh dậy thấy nhà vắng lặng. Hốt hoảng gọi con, không nghe tiếng thưa, bà mẹ vội nháo nhác đi tìm. Và như một định mệnh, cuộc tìm kiếm kéo dài gần 40 năm. Người mẹ trẻ ngày nào đã trở thành một bà cụ cô đơn, còng cõi, sống hiu quạnh nơi quán nước bên đường. Hai mắt đã mờ, hai tai đã lãng, nhưng nỗi nhớ thương ân hận vẫn còn tươi nguyên, vẫn còn da diết. Bao nhiêu năm trời lang thang tìm con khắp nẻo, không kể nắng mưa, gió bụi, không kể lạnh lùng, đói khổ, bà sống nhờ hạt cơm bố thí. Chỉ có một chút lửa hy vọng nhìn lại mặt con, ôm con trong vòng tay, nói lên lời xin lỗi mới giữ được bà còn sống đến ngày nay. Chút hy vọng ấy như sợi dây tơ giữ bà liên hệ với cuộc đời. Những năm gần đây, sức đã mòn, chân đã yếu, bà đành về làng cũ, dựng tạm quán nước bên đường làm nơi trú thân và để tiện việc hỏi han tin tức đứa con lưu lạc. Sáng nay, tự nhiên bà cụ thấy nôn nao lạ lùng. Từ sớm, bà đã lui cui dọn dẹp bàn ghế, quét sạch nhà cửa, quét luôn đám lá ngoài sân. Ly tách trên bàn đã sạch sẽ, ngay ngắn, nhà cửa đã ngăn nắp gọn gàng, mà bà vẫn luôn tay làm việc. Dường như có một luồng sinh khí tràn vào thân tâm, khiến bà mạnh lên, trẻ lại. Nhưng bà không hiểu nguyên do, không biết có chuyện gì sẽ xảy ra cho mình. Mãi làm, bà không biết có một người khách vừa đến. Khi nghe tiếng gọi, bà mới giật mình ngẩng lên chào hỏi.
Khách là một vị tu sĩ, trạc tuổi 50, giọng nói từ hòa, trầm ấm. Bà cụ mở quán này lâu chưa? Bà bưng tách trà đặt ngay ngắn trước mặt nhà sư, chắp tay cung kính. Bạch sư, con mới mở vài năm thôi ạ. Trước đây con cũng ở làng này, nhưng tận sâu trong kia. Nhìn theo ngón tay chỉ của bà cụ, nhà sư như nhận ra điều gì, rồi hỏi tiếp. Thế bà cụ ở đây cùng với con cháu chứ? Bà cụ đưa tay áo lên, lau giọt nước mắt vừa ứa ra, buồn bã trả lời. Bạch sư, trước kia con có một đứa con trai. Năm nó 12 tuổi, chỉ vì một chút bất hòa, nó đành đoạn bỏ con đi biệt tích. Con tìm nó suốt 40 năm nay, sức mỏng hơi tàn, nhưng cũng gắng sống chờ gặp lại nó, nói với nó một câu xin lỗi, rồi mới yên tâm nhắm mắt. Nếu không thế, thì con không có mặt mũi nào nhìn nhà con dưới suối vàng được. Rồi như mạch nước được khai thông, bà cụ run run ngồi xuống bên nhà sư, kể hết mọi sự tình. Bà kể về những tháng năm mẹ con đầm ấm bên nhau, đến chuyện một bát canh cua làm đoạn lìa tình mẫu tử. Bà kể về khoảng thời gian lang thang khắp nẻo, vừa xin ăn vừa lặn lội tìm con, cho đến tuổi già còn đau đáu ngóng dời đứa con biệt dạng. Bà không thấy rõ mặt nhà sư, vì dòng lệ nhiều năm đã làm mờ ánh sáng của đôi mắt trong. Nhưng bà cảm nhận một sự thân thuộc và tin cậy không tả nổi với người khách lạ này. Cho nên tâm sự chất chứa bao năm đầy ắp, giờ có dịp được trút cạn nỗi niềm. Nhà sư sững sờ, ngồi lặng thinh. Trước mắt ngài hiện rõ hình ảnh một đứa bé gầy guộc, đen đủi, mặc chiếc quần cọc đen, ngồi nhìn đám cua đang khóc trong giỏ, rồi lui cui thả chúng xuống ao. Đứa bé ra cửa đón mẹ, hai mẹ con đang nói cười vui vẻ. Bỗng đâu mẹ quắt mắt nhìn mâm cơm, và một chiếc đòn gánh phang đến. Vết đau nơi chân không sâu bằng vết đau trong tâm hồn non trẻ, và sự hoảng sợ khi cậu bất chợt nhận ra một người khác nơi mẹ mình. Một con người sân hận, hung dữ mà cậu chưa hề gặp. Cậu không biết mẹ đã biến đi đâu. Người mẹ hiền từ, dịu dàng vẫn vuốt ve ôm ấp cậu. Cậu ôm đầu chạy trốn con người hung dữ kia, tai vẫn văng vẳng nghe tiếng gào thét của bà. Cậu nhắm mắt chạy mãi để trốn tránh những hình ảnh, những âm thanh ma quái ấy. Cho đến khi mệt đuối, cậu ngã xuống một bờ đê, bất tỉnh. Bà cụ vẫn thủ thỉ kể chuyện đời mình bằng một giọng đều đều, nhỏ nhẹ. Sư vẫn ngồi đó yên lặng, ký ức tiếp tục trỗi dậy tràn về những hình ảnh ngày xưa. 40 năm dài chỉ như một chớp mắt, cậu bé được một vị sư già đưa về chùa săn sóc, dở tỉnh, dở mê. Cơn chấn động tinh thần dữ dội, thêm sự nhọc mệt quá độ của thể xác làm mất hẳn trí nhớ. Cậu không biết mình con ai, ở đâu, tên gì, vì sao nằm gục trên đám ruộng xa lạ. Khi tỉnh dậy nhìn quanh, thấy mình đang ở trong chùa, bên cạnh là vị sư già đang nhìn cậu bằng đôi mắt bao dung, từ ái. Kể từ hôm ấy, cậu như mới được sinh ra, sống nương cửa Phật, nhờ ơn giáo dưỡng của sư phụ trụ trì. Tu hành tinh tấn, giới hạnh trang nghiêm, cậu dần trưởng thành, trở nên một vị chân tu thạc đức, được sư phụ cho kế thừa trụ trì ngôi tu viện. Trong một đêm thiền định sâu xa, khi mọi vọng niệm bặt dứt, trở về với bản tâm thanh tịnh, rỗng lặng, sáng ngời, ngài đột nhiên nhớ lại chuyện xưa. Thời thơ ấu bên người mẹ hiền, sớm hôm tần tảo, cảnh cũ hiện ra rõ ràng như chuyện xảy ra hôm qua. Mẹ giờ chắc đã già yếu, quạnh quẽ cô đơn, từng ngày mong ngóng đứa con duy nhất. Người tu cắt ái từ sở thân, nhưng không vì thế mà lãng quên công sinh thành dưỡng dục. Phải trở về quê cũ, tìm lại mẹ mình, nghĩ cách bù đắp cho người những gì mình thiếu sót, báo đền ơn sâu của người dù đã muộn màng. Sáng sớm hôm sau, một mình ngài tìm về làng xưa, nhận không ra quang cảnh cũ.
40 năm, bao nhiêu đổi thay. Mái nhà tranh thân thương cạnh bờ ao rau muống nay chỉ là mảnh đất cỏ dại. Đi quanh xóm không còn một gương mặt thân quen. Mẹ già đã phiêu bạt nơi đâu hay đã ra người thiên cổ? 40 năm, hình ảnh mẹ bị phủ che bởi lớp bụi thời gian. Con không hề biết trên đời này có mẹ, thảnh thơi sống trong thiền môn, vui với câu kinh, tiếng kệ. Cháu ơi, tu hành mà làm gì khi một chữ hiếu chưa trả xong, khi không biết mẹ hiện đang ở đâu để lo bề phụng dưỡng. Nhiều năm trôi qua như thế, ngài quẩy gói làm du tăng đi khắp hang cùng ngõ hẹp, hỏi thăm tin tức về một người mẹ mất con. Trả lại câu hỏi của ngài, mọi người đều lắc đầu không rõ. Rất thông cảm và rất thương cho vị tu sĩ có hiếu, nhưng không ai có thể giúp ngài được gì. Nhiều người góp ý, có lẽ thời gian qua lâu thế, mẹ ngài đã khuất bóng rồi chăng? Biết bà cụ ở đâu mà tìm? Chỉ một mình ngài vẫn giữ trọn lòng tin. Phật trời không phụ người thành tâm, sẽ có ngày mẹ con đoàn tụ. Và bây giờ, sự thật mà cứ ngỡ trong mơ. Mẹ đang ngồi trước mặt, đang kể về những năm tháng đau khổ trong đời. Mẹ kể chuyện cho người mới gặp lần đầu, sao có vẻ tin cậy đến thế? Phải chăng vì từ lâu không có ai lắng nghe bằng tất cả tấm lòng, hay vì sợi dây tình cảm thiêng liêng đã rung lên thành điệu nhạc vô thanh? Nhìn mẹ say sưa nói mà nội tâm nhà sư đang bị đấu tranh bởi hai tư tưởng trái ngược. Bên này là tình cảm thông thường, sư muốn ôm chầm lấy mẹ, khát khao hít đầy lồng ngực mùi mồ hôi quen thuộc của mẹ. Bên kia là trí tuệ và lòng từ của một bậc chân tu muốn độ mẹ hiền qua biển khổ sinh tử. Nếu hôm nay sư nhận mẹ, đưa mẹ về chùa phụng dưỡng, thì tình cảm mẹ con sẽ khiến bà sinh tâm chiếm hữu, ỷ lại và khinh mạng đối với chư tăng. Mẹ vẫn còn tâm chúng sinh với đủ tật tham, sân, si, sao khỏi bị tổn phước? Như thế thương mẹ mà vô tình làm hại mẹ. Còn nếu không nhận mẹ con, để mẹ cứ mãi cô đơn nơi quán nước hiu quạnh, thì chẳng hóa ra bạc bẽo tàn nhẫn lắm sao? Làm thế nào trọn vẹn cả đôi đường, sư có thể gần gũi chăm sóc mẹ, hướng dẫn mẹ tu hành theo chánh pháp, mà mẹ không tổn phước khi sử dụng của tính thí đàn na? Sư trầm tư suy tính, chợt một ý nghĩ lóe lên, ngài mỉm cười tự nhủ. Phải, cần phải làm như thế. Nắm bàn tay nhăn nheo gầy guộc của mẹ, ngài dịu dàng hỏi. Này cụ, cụ có muốn theo tôi về nương cửa Phật chăng? Bà cụ không tin vào tai mình. Bạch cụ, cụ dạy gì con không rõ. Sư thương cảm nhắc lại từng tiếng. Bà cụ có muốn theo tôi về chùa không? Bà cụ mừng rỡ thốt lên. Được thế thì còn gì bằng. Nhưng bạch cụ, con già yếu thế này, đâu thể làm công quả cho nhà chùa được. Sư vỗ nhẹ vào tay mẹ. Bà cụ đừng lo, người khỏe có việc của người khỏe, người già yếu khắc có việc cho người già. Bà cụ ở chùa, sớm hôm niệm Phật, biết đâu nhờ Phật độ trì mà sớm tìm gặp con mình. Để tôi về chùa bạch cùng chúng tăng, nếu được chấp thuận, tôi sẽ đến đây đón cụ. Từ đó, bà cụ về ở am tranh nhỏ sau chùa. Không ai biết bà là mẹ của hòa thượng trụ trì. Ngay cả bà cũng không ngờ mình đang sống cạnh người con yêu quý. Sáng nào sư cũng đến thăm bà, hỏi han sức khỏe, nhắc bà niệm Phật. Việc công quả hàng ngày, sư phân công bà nhặt hoa lá rụng trước am, khỏe làm, mệt nghỉ. Công việc bà thích nhất là nhặt hoa sứ. Cây sứ lâu năm trồng phía trước am tranh của bà, hoa nở trắng cây, thơm ngát. Bà nâng niu từng đoá, chọn những hoa còn tươi, rửa sạch, đặt vào hai bát sứ. Một bát bà dâng cúng Phật, bức tượng Đức Phật A-di-đà mà sư đã đưa đến tặng bà. Bát hoa thứ hai bà để trên bàn dành biếu sư. Mỗi lần đến, sư đều ngồi trên chiếc ghế trên bàn, nâng bát hoa sứ bằng hai tay,
nhìn thật lâu vào những cánh hoa, sau đó mỉm cười cảm ơn bà cụ. Không nói ra, nhưng bà cũng biết Ngài trân trọng tấm lòng của bà đối với Ngài. Chỉ có thế cũng đủ làm bà cụ vui suốt ngày. Bà cụ ôm ấp niềm vui ấy khi làm việc, khi ăn cơm, khi nghỉ ngơi và cả trong khi ngủ. Theo lời dặn của sư, lúc nào bà cũng cầm trên tay chuỗi hạt bồ đề do sư tặng, tay lần chuỗi, miệng niệm thầm lục tự Di Đà. Khi làm việc, bà mang chuỗi vào cổ tay. Như thế, sau chuỗi hạt theo bà như hình với bóng. Đối với bà, đó là vật quý báu nhất đời, vì tiếp xúc với nó, bà luôn luôn gần gũi với Đức Phật và với Hòa Thượng trụ trì, người vừa có tình thầy trò, vừa có một tình cảm nào đó thật lạ mà bà không dám phân tích. Bà chỉ muốn cố gắng làm vui lòng Hòa Thượng bằng cách dâng theo thật đúng, thật siêng năng những lời chỉ bảo của Ngài. Mà Ngài có nói gì nhiều đâu, chỉ dặn dò luôn nhớ niệm Phật, ăn ngủ điều độ, chớ lo nghĩ buồn phiền. Cũng thật lạ, từ khi về nương dưới mái chùa, mỗi ngày được sư đến thăm dù chỉ giây lát, bà tự nhiên thấy mình vô cùng hạnh phúc. Nỗi nhớ mong đứa con lưu lạc từ lâu nặng trĩu, bây giờ bỗng tiêu tan đâu mất. Trước đây, mỗi khi trời chập choạng tối là bà cảm nhận sự cô đơn quạnh quẽ hơn bao giờ hết. Bây giờ cảm giác ấy không còn, thay vào đó là sự bình ổn của thân tâm. Đêm đến, bà rửa mặt sạch sẽ, đến bàn thờ Phật thắp một nén hương. Bà không biết khấn nguyện gì nhiều, chỉ dâng lên Đức Phật lời cảm tạ chân thành vì đã ban cho mình niềm vui được sống và tu dưới sự dẫn dắt của Hòa Thượng. Bà cầu nguyện Đức Phật phò hộ độ trì cho Hòa Thượng mạnh khỏe sống lâu để làm lợi ích cho nhiều người. Sau đó, bà ngồi xếp chân trên chiếc giường tre, lần chuỗi niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà. Khi đã mỏi, bà nằm xuống nhẹ nhàng, thảnh thơi đi vào giấc ngủ. Ngày tháng êm đềm trôi qua, nhờ Hòa Thượng cùng chư Tăng bổn tự, bà cụ đã được an vui trong tuổi xế chiều, được đầy đủ về vật chất trong giới hạn của người tu, được thấm nhuần Phật Pháp và tu hành theo giáo lý nhà Phật. Bà cụ đã biết gạt bỏ phiền não, rửa sạch tập khí, tịnh tu ba nghiệp, một lòng niệm Phật cầu được giảng sanh. Có thể nói, đây là giai đoạn hạnh phúc trọn vẹn nhất trong đời bà. Một buổi sáng, bà cụ bỗng lên cơn sốt, đầu nhức, mắt hoa, tay chân rũ liệt. Sư đến thăm như thường lệ, thấy thế vội lấy nước bà uống, xoa bóp tay chân bà, rồi tự mình xuống bếp nấu cho bà bát cháo giải cảm. Bà cụ tuy lòng áy náy vì sự chăm lo ấy của sư, nhưng tận sâu xa của cõi lòng người mẹ vẫn thấy vô cùng sung sướng. Bà nhớ ngày xưa có lần bà bị mệt, đứa con nhỏ thân yêu của bà cũng quấn quýt săn sóc bà như thế. Có cái gì nửa lạ nửa quen nơi vị Hòa Thượng khả kính này, bà đã cảm nhận từ lâu nhưng không dám lộ ra. Vả lại, mọi người đều rất tốt đối với bà. Họ ân cần đối xử thăm nom bà như một bà cụ làm công quả, một bà cụ cô đơn được chùa cưu mang. Và bà thì có mong điều gì hơn thế? Luôn tỏ lòng cung kính biết ơn đối với chư Tăng, đặc biệt sâu sắc biết ơn Hòa Thượng trụ trì đã từ bi ban cho mình những ngày tháng cuối đời thật bình an đầy đủ. Người già như ngọn đèn cạn dầu, chỉ cần một cơn gió nhẹ là liệm tắt. Bà cụ từ trẻ đến giờ, nhờ trời tuy lam lũ nhưng ít đau ốm nặng. Lần này chỉ một trận cảm xoàng, nhưng sau bao nhiêu sức lực trong người hầu như cạn kiệt. Toàn thân bà ê ẩm, rét run từng cơn, môi khô miệng đắng. Mọi việc thuốc thang chăm sóc, sư đều tự tay làm một cách chu đáo tận tình. Nhiều lần bà cụ vừa khóc vừa thưa cùng sư: Bạch cụ, xin cụ hãy để mặc con khắc tự mình làm được. Cụ chăm con thế này, con e tổn phước lắm. Sư dịu dàng nói: Phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Bà cụ chỉ có một mình, không con, không cháu.
Tôi thay con bà lo cho bà cũng được, có sao đâu. Đại chúng biết chuyện, vừa thương bà cụ, vừa xót cho sư, nên đưa một nữ Phật tử đến, bạch rằng: Kính bạch thầy, vị nữ thí chủ này có hoàn cảnh rất tội nghiệp. Chồng con đều mất, không nơi nương tựa, xin đến chùa ta làm công quả. Chúng con kính trình thầy, xem có thể nhờ nữ thí chủ đây chăm sóc bệnh tình bà cụ được chăng? Bằng đôi mắt u ẩn, sư nhìn người đệ tử, nhìn sang người phụ nữ đang chắp tay cúi đầu. Ngài trầm ngâm giây lâu sau mới bảo: Thôi được, cứ để nữ thí chủ đây ở chung với bà cụ, hôm sớm có nhau. Hai ngày nữa, thầy có việc đi xa vài hôm, bệnh tình bà cụ không biết sẽ như thế nào. Tuổi già thật khó lường trước được. Mọi việc ở nhà thầy nhờ các chú lo liệu cho. Có điều, nếu bà cụ qua đời, các chú hãy thay thầy làm đủ lễ cho chu tất, nhưng đừng đậy nắp áo quan, đợi thầy về sẽ tính. Thầy sẽ cố thu xếp công việc sớm, xong lúc nào thầy về ngay lúc ấy. Trước khi ra đi, sư đến am tranh ngồi với bà cụ rất lâu. Không biết sư nói với bà những gì, trấn an bà thế nào, nhưng khi ngài đứng lên từ giã, bà cụ đã để rơi những giọt nước mắt hạnh phúc tột cùng. Bà đã trải qua những giây phút an lạc, đã được sống trong hào quang của chư Phật, đã trọn vẹn tin tưởng rằng khi trút hơi thở cuối cùng, bà sẽ được vãng sanh. Cái chết đối với bà giờ đây như chuyến đi xa hứa hẹn nhiều điều kỳ thú, và bà bình thản chờ đợi nó. Có điều bà hơi băn khoăn, không biết hòa thượng có trở về kịp để tiễn đưa mình không. Thật là lạ, trong những giờ phút sau cùng của cuộc đời, bà lại ít nhớ đến đứa con lưu lạc của mình, mà chỉ nghĩ về hòa thượng như một nơi nương tựa vững chắc, một dây liên kết giữa mình và Tam Bảo. Bà nhớ câu chuyện cổ tích kể về cô gái nghèo nhờ bụt hóa phép trở thành người đẹp nhất và hạnh phúc nhất trần gian. Hòa thượng có thể là hiện thân của bụt. Ngài thương xót hoàn cảnh nghèo khó neo đơn của bà, nên đến với bà bằng tấm lòng từ bi, ban vui và cứu khổ. Hòa thượng đi rồi, đại chúng phân công nhau hàng ngày trợ niệm cho bà cụ. Bà không mở mắt nổi, thở yếu dần, nhưng tai vẫn nghe, ý vẫn duyên theo từng tiếng niệm Phật. Những hình ảnh dĩ vãng lần lượt hiện về, từ thuở nhỏ mồ côi đến khi lấy chồng, sinh con, nhất là thời gian 40 năm đằng đẵng lang thang tìm kiếm đứa con mất tích. Bà thấy rõ, đời mình quá nhiều đau khổ mà chẳng có mấy niềm vui. Chỉ từ lúc gặp hòa thượng, được nương nhờ cửa Phật, bà mới biết thế nào là hạnh phúc. Nhờ hòa thượng chỉ dạy, bà hiểu rằng do bao đời trước bà đã tạo nhân xấu, nên kiếp này bà phải nhận quả khổ. Bà không còn oán trách người, một lòng niệm Phật Di Đà, nguyện khi chết được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, nơi có Đức Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm. Nghĩ đến đó, bao nhiêu buồn đau hận tủi tự nhiên vơi nhẹ đi. Tâm bà cụ chợt lắng xuống, chỉ còn hiển hiện 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật tràn đầy khắp không gian. Bà đột nhiên thấy mình rơi vào một đường hầm sâu hun hút, và cuối đường hầm ấy là một vùng ánh sáng chan hòa rực rỡ. Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng hiện ra rõ ràng trước mắt bà, lung linh trong dòng hào quang chói lọi. Vị Bồ Tát đứng bên phải Đức Phật cầm một hoa sen hé nở, tỏa hương thơm ngát. Bồ Tát Quán Thế Âm đứng bên trái, hình dáng quen thuộc với Tịnh Bình và Nhành Dương Liễu. Ngài mỉm cười với bà, phẩy nhẹ cành dương về phía bà. Lập tức, bà cảm nhận những giọt nước mát thấm đượm vào từng lỗ chân lông, người thấy nhẹ nhàng thanh thản lạ lùng. Bao nhiêu đau đớn của thể xác tự nhiên biến mất. Bà như ngợp đi, như hòa tan vào trong vùng ánh sáng huyền diệu của chư Phật, Bồ Tát. Một mùi hương nhẹ nhàng ở đâu tỏa ra khắp phòng. Mọi người nhìn nhau thầm hỏi. Bà cụ vẫn nằm đó,
gương mặt rạng rỡ, bình an như đang trong giấc ngủ say không mộng mị. Một âm thanh nào trên cao khi gần khi xa, thoạt có, thoạt không, thánh thót du dương chưa từng có trong đời. Bà cụ ra đi an lành, thanh thản quá đỗi, như đã rũ sạch mọi trần lao phiền não, mọi gánh ưu phiền của suốt mấy mươi năm. Những việc hậu sự cho bà cụ được chư tăng và Phật tử bổn tự thực hiện chu đáo theo lời dặn của Hòa Thượng trước lúc ra đi. Bà cụ được tẩn liệm, được đặt vào chiếc áo quan chưa đậy nắp, luôn có người bên cạnh hương khói tụng niệm suốt ngày đêm. Tất cả mọi người đều mong ngóng Hòa Thượng trở về. Và Ngài đã về, hai ngày sau khi bà cụ mất. Vừa đến chùa, chưa kịp rửa mặt, sư đã vội đi qua am tranh. Từng bước chân chánh niệm theo công phu từ lâu hành trì, nay gấp gáp hơn. Biết tâm hơi xao động, sư vội hít vào sâu, thở ra dài, vài lần. Trở về với tâm an nhiên, Ngài bước vào ngưỡng cửa. Mẹ Ngài như trong giấc ngủ, gương mặt vẫn tươi, nụ cười như đang phảng phất trên môi. Tưởng chừng chỉ cần sư lên tiếng gọi, bà sẽ mở mắt ra, cười với Ngài một nụ cười móm mém và hồn nhiên như trẻ nhỏ. Thắp nén hương trầm cắm vào bát hương còn nghi ngút khói. Sư chậm rãi từng bước đi quanh quan tài bà cụ ba vòng. Đại chúng đang tụ tập trước am, ngạc nhiên từng cử chỉ lạ lùng của Hòa Thượng. Chẳng ai hiểu vì sao một vị Hòa Thượng đạo cao đức trọng mà lại có thái độ thành kính khác thường đối với bà cụ không họ hàng thân thích. Từ khi bà cụ về đây, Ngài không chỉ ban cho bà sự thông cảm, bao dung mà còn có cái gì ân cần, quan tâm đặc biệt. Cho đến hôm nay, thấy Ngài đi nhiễu quanh bà cụ ba vòng bằng những bước chân tuy nhẹ nhàng nhưng có vẻ trầm tư. Câu hỏi, phải chăng có mối liên hệ nào giữa Hòa Thượng và bà cụ? Từ lâu âm ỉ chợt dấy lên trong tâm đại chúng. Có lý nào? Tiếng sư vang lên làm mọi người giật mình lắng nghe. Đức Phật từng dạy, một người tu đắc đạo, cửu huyền thất tổ sinh thiên. Nếu quả thật lời này không hư dối, xin Tam Bảo chứng minh cho lời nguyện của đệ tử, chiếc quan tài này sẽ bay lên hư không. Hòa Thượng vừa dứt tiếng, chiếc quan tài bỗng như có một lực đẩy, từ từ nâng lên cao, sát mái am tranh, lơ lửng. Mọi người đồng loạt quỳ xuống, chắp tay, ngẩng mặt nhìn lên trong một niềm kính ngưỡng tột cùng. Mắt Hòa Thượng sáng ngời, an trú trong giây phút hiện tại tuyệt vời, một giây mà đằng đẵng thiên thu. Tâm hiếu của người con hòa lẫn trong tâm từ của một bậc chân tu đắc đạo, nở tung như đóa sen tỏa hương tinh khiết, tuy vô hình mà bất diệt, tuy vô thanh mà tràn ngập âm hưởng diệu kỳ, tuy vô tướng mà chan hòa khắp cùng cõi giới. Khi chiếc áo quan nhẹ nhàng trở về chỗ cũ, người ta thấy gương mặt bà cụ tươi nhuận rạng rỡ. Mùi hương lạ lại tỏa ra phảng phất quanh nhà. Mọi người đứng bất động, đắm mình trong niềm phúc lạc ngàn năm chưa dễ có. Nơi quán nước ngày xưa của mẹ, sư lập một ngôi chùa đặt tên là Mại Trà Lai Tự. Am tranh mẹ từng ở có tên là Dưỡng Mẫu Đường, sớm chiều khói hương nghi ngút. Hòa Thượng để lại cho đời một tấm gương đại hiếu sáng ngời muôn thuở. Ngài thuộc Tông Tào Động, quê ở thôn Phú Quân, huyện Cẩm Giang. Chính Ngài, bằng phương tiện thiện xảo, đã giúp nhà vua cải ác tùng thiện, quay về với Phật Pháp. Đối với triều đình và môn đồ, Ngài là Thiền Sư Tông Diễn. Nhưng đối với dân chúng, Ngài là Hòa Thượng Cua. Cái tên dân giả mộc mạc, nhưng thật gần gũi, thân thương. Hình ảnh Ngài trong lòng mọi người đẹp đẽ, chói ngời muôn thuở, không phải là hình ảnh của vị thiền sư, càng không phải của một tu sĩ được vua ban chức ngự tiền chi quân và áo gấm. Đó
là hình ảnh của một bậc chân tu tốt đời sáng đạo, vừa tu hành có kết quả, vừa lo tròn chữ hiếu đối với mẹ già một cách vượt thường đầy trí tuệ. Ngay từ lúc còn ấu thơ, Ngài Xá Lợi Phất đã là một người con hiếu thảo. Ngài luôn luôn vâng lời cha mẹ, chuyên cần học tập và trở thành một bậc xuất chúng làm vui lòng cha mẹ. Tuy được sinh ra trong một gia đình quý tộc, song Ngài đối xử với mọi người rất nhã nhặn và hòa ái, rất được lòng mọi người, được bạn bè kính mến. Xá Lợi Phất. Đến khi trở thành đệ tử của Đức Phật, Ngài chuyên cần tinh tấn tu tập và đã trở thành bậc thượng thủ trong chánh pháp, là người có trí tuệ siêu việt nhất trong hàng tăng chúng. Càng đạt được quả vị cao thì Ngài càng nghĩ nhiều đến mẹ hiền, càng thương mẹ, và ngày đêm Ngài luôn tìm cách đưa mẹ trở về với chánh pháp. Mẹ Ngài là một người thuộc dòng dõi Bà La Môn, là mẹ của 7 vị A-La-Hán. Có 7 anh em của Ngài Xá Lợi Phất xuất gia làm đệ tử của Phật và đều chứng được quả vị A-La-Hán. Nhưng mẹ Ngài vẫn luôn cố chấp. Mặc dù Ngài và các em đã nhiều lần khuyến hóa, nhưng mẹ vẫn không kính tin Tam Bảo, vẫn không chịu từ bỏ đạo Bà La Môn của mình để theo đạo Phật vì chưa hội đủ nhân duyên. Cho đến một hôm, Ngài cảm thấy thân ngũ uẩn của mình sắp tan rã, gần đến ngày phải rời bỏ trần thế huyễn mộng. Ngài quán xét về nơi nhập diệt của mình. Ta sẽ nhập diệt nơi nào đây? Đang quán xét như thế thì hình bóng người mẹ hiền của Ngài lại hiện về. Ngài nghĩ, mặc dù bà là mẹ của 7 A-La-Hán, nhưng bà không có lòng tin nơi Đức Phật, không tin Pháp và các vị Thánh Tăng. Không biết hiện tại bà có chút thiện duyên nào hỗ trợ để bà có thể đạt đến sự tinh kính nơi Tam Bảo hay không? Rồi Ngài dùng tuệ nhãn, quán xét thấy, nhất thời mẹ Ngài đang có đủ điều kiện để khai thị hầu nhập vào dòng thánh. Ngài mừng rỡ và quán chiếu tiếp, thì thấy người có duyên để cứu độ mẹ lại chính là Ngài, chứ chẳng phải ai khác. Sau đó, Ngài quyết định hóa độ mẹ để đền đáp ơn sinh thành dưỡng dục. Ngài đến xin Đức Thế Tôn cho Ngài trở về quê hương mình để báo hiếu mẹ hiền trước khi nhập diệt. Được sự chấp thuận của Đấng Đạo Sư, Ngài cùng với bào đệ của mình là Đại Đức Kunda và mời thêm 500 vị tỳ kheo cùng trở về ngôi làng Nalaka, nơi chôn nhau cắt rốn của Ngài. Về đến sân nhà, Ngài tự ý bước thẳng vào căn phòng cũ của mình, rồi nhân danh mẹ mời tất cả chư tỳ kheo đến những chỗ dành riêng cho họ để nghỉ ngơi. Không lâu sau, Ngài cảm thấy một sự đau đớn lan tràn cả thân xác. Ngài vội lên nằm trên chiếc giường năm xưa của mình từng nằm lúc tuổi thơ và nhập vào đại định. Những tỳ kheo có bổn phận hầu hạ Ngài liền túc trực quan sát. Họ thấy da mặt Ngài lúc đỏ lúc xanh, nhưng Đức Trưởng Lão vẫn nằm im thiêm thiếp, phong thái vẫn bình thản. Kế đến, từ hạ thân của Ngài thải ra một chất nước. Thì ra, Ngài đã bị bệnh dịch tả hoành hành. Những học trò của Ngài phải thay phiên nhau tẩy uế. Bà mẹ thoạt đầu có vẻ đố kỵ những vị tỳ kheo kia, nhưng khi thấy họ chăm sóc con bà một cách tận tình và kính trọng, thì nảy sinh thiện cảm. Rồi càng theo dõi bệnh tình của con, bà càng lo sợ. Lúc bấy giờ, chính bà lại nhận thấy sự có mặt của 500 vị tỳ kheo kia quả là một điều cần thiết cho bà. Khi màn đêm buông xuống, Ngài đang nhập định thì có 4 vị thiên dương hào quang sáng cả một vùng đến chiêm bái Ngài lần cuối. Tiếp theo là các vị đại phạm thiên dương cũng đến vấn an Ngài. Hào quang tỏa khắp cả một vùng rộng lớn, rực rỡ. Mẹ Ngài thấy chư thiên đến rồi đi như thế, bèn tự hỏi, họ là ai vậy kìa? Ai mà đến tôn kính con ta như thế rồi lại đi? Bà tới tận cửa phòng của Đức Trưởng Lão để hỏi thăm Đại Đức Kunda về bệnh trạng của Ngài. Đại Đức Kunda
vốn thấu rõ ý muốn của Đại Đức Xá Lợi Phất từ trước, nên bước vào trong bạch với Ngài rằng: Bạch Đức Trưởng Lão, vị đại tín nữ đã đến. Đại Đức Xá Lợi Phất liền cho mời mẹ vào và hỏi: Vì sao thân mẫu lại đến đây vào giờ bất thường này? Bà trả lời: Này con, thân mẫu đến để thăm con. Con hãy nói cho thân mẫu biết những người vừa rồi đến thăm con đầu tiên là ai vậy? Thưa thân mẫu, đó là bốn vị thiên dương. Nghe thế bà liền hỏi: Như thế thì con còn cao quý hơn những vị đó nữa ư? Đức trưởng lão đáp: Họ chỉ là những bậc hộ trì Phật Pháp. Khi Đức Bổn Sư đản sinh, chính họ là những vị đến hầu hạ đầu tiên. Trong giáo lý giải thoát, họ ví như những người cận vệ, luôn luôn có uy quyền trong tay để bảo vệ một vị Phật tổ. Sau khi họ đi rồi, thì vị đến kế tiếp là ai thế? Thưa thân mẫu, đó là vua trời Sakka. Này con yêu quý, đối với đức vua trời kia, con có cao thượng hơn không? Đại Đức Xá Lợi Phất trả lời: Thưa thân mẫu, vị ấy chỉ như vị Sa Di, là người theo hầu hạ và mang vác những vật dụng của một tỳ kheo. Khi Đức Bổn Sư từ trên cõi trời Đao Lợi trở về, vị trời Sakka đã mang bát và y phục của Ngài để tiễn Ngài từ thiên giới đến cõi trần với một lòng tôn kính. Bà lại hỏi tiếp: Và khi vị trời Sakka đi rồi, những vị đến sau đã dùng hào quang làm sáng cả căn phòng này là ai vậy? Thưa tín nữ thân mẫu, đó là các vị giáo chủ, những đại phạm thiên, những thiên sứ của chính thân mẫu thờ đấy. Vậy con là người cao cả nhất à? Này con quý mến của mẹ, con còn cao quý hơn những đại phạm thiên mà xưa nay thân mẫu hằng ngưỡng mộ sao? Vâng, thưa thân mẫu, vào ngày Đức Bổn Sư ra đời, thân mẫu nào biết rằng chính bốn vị đại phạm thiên ấy đã đón rước Ngài trong một dải lụa đầy hào quang vàng chói. Nếu oai lực của con trai mình như thế, thì oai lực vô biên của Đấng Bổn Sư của con ta còn vĩ đại biết dường nào. Trong khi bà đang phân xét như vậy, bất chợt một sự kính ngưỡng đối với Tam Bảo bỗng phát sinh và hỷ lạc tràn ngập cả tâm hồn bà. Đức trưởng lão quán biết rằng sự hỷ lạc và niềm tin đã bừng lên trong tâm hồn người mẹ. Đây chính là lúc mà Ngài phải thuyết pháp để báo ơn sinh thành dưỡng dục. Ngài dịu dàng hỏi: Thưa thân mẫu đang suy nghĩ gì vậy? Bà trả lời: Thân mẫu đang suy nghĩ, nếu con trai của mình mà có phước hạnh như thế, thì ân đức của Phật Thích Ca Cồ Đàm còn to lớn biết là dường nào. Đại Đức Xá Lợi Phất liền tiếp lời: Ngay giây phút Đức Bổn Sư ra đời, ngay giờ khắc Ngài chứng được quả giải thoát vĩ đại, và sau khi đạt đến sự toàn giác rồi, Ngài bắt đầu chuyển pháp luân. Không có một đấng nào có phước đức ngang hàng với Đức Phật. Không có một đấng nào có sự an trụ, có trí tuệ, có sự giải thoát, có độ thuần thục và sự thấu triệt chân lý cao hơn Đức Phật. Tiếp theo, Đại Đức Xá Lợi Phất liền cắt nghĩa cho bà một cách chi tiết những lời tán dương vừa rồi. Và cứ thế, Ngài đã lần lượt giúp mẹ thấu hiểu hết ân đức của Phật, đến ân đức của Pháp và đến ân đức của Tăng. Khi người con cao thượng của bà sắp chấm dứt bài pháp, mẹ Ngài liền đắc quả dự lưu, tức Tu Đà Hoàng, và bà nói: Này người con đáng kính của mẹ, này Ngài Upatissa, tức tên của Ngài, tại sao trước đây con không làm như thế để dắt dẫn mẹ? Tại sao trong suốt những năm qua con không ban bố cho mẹ một sự hiểu biết bất tử này? Ngài Xá Lợi Phất nhìn mẹ và mỉm cười thanh thản. Đến đây, Ngài mới yên tâm mà ra đi. Thế là tâm nguyện cuối cùng của Ngài và cũng là lòng hiếu thảo của một người con chí hiếu đã được thực hiện. Ngài quả thật xứng đáng là người đệ tử xuất sắc nhất của Đức Phật. Đức Phật dạy rằng, hạnh hiếu là hạnh Phật, gặp thời không có Phật, khéo thờ cha mẹ, tức là thờ Phật dạy. Không chỉ trong hiện kiếp Ngài là một người con hiếu,
Theo trong Túc Sanh truyện, thì trong nhiều kiếp của quá khứ, Ngài cũng đã từng là người con chí hiếu. Trong truyện Lakkhana Jataka, Ngài Xá Lợi Phất sinh làm một trong hai anh em con một gia đình nọ. Người em là tiền thân Ngài Xá Lợi Phất rất thông minh, còn người anh thì ngu tối. Cả hai đã giúp đỡ cha mẹ bằng cách chăn dắt một đàn gia súc trên đồi. Từ nhà họ đến nơi cho đàn gia súc ăn phải trải qua một khu rừng nguy hiểm. Bằng trí thông minh của mình, người em đã đưa đàn gia súc đến nơi một cách an toàn, bảo vệ tài sản của gia đình, đem lại ấm no cho gia đình và làm cho cha mẹ yên lòng. Theo truyện Abhantara và Supatta, Ngài Xá Lợi Phất không chỉ hiếu thảo với cha mẹ mình mà còn giúp bạn mình tìm phương cứu chữa cho mẹ của bạn thoát qua cơn bệnh hiểm nghèo. Chính lòng hiếu thảo của Ngài Xá Lợi Phất đã góp phần rất lớn trong việc thành tựu phẩm chất đạo đức và trí tuệ của một bậc thánh ở nơi Ngài. Lòng hiếu thảo là rất quan trọng đối với mỗi người. Người nào không có lòng hiếu thảo thì không còn là một con người nữa, vì người đó đã đánh mất nhân tính của mình. Cha mẹ là vị đại ân nhân của mình mà mình còn không thương yêu, giúp đỡ. Thì thử hỏi, mình còn có thể thương yêu ai thật lòng nữa? Để trở thành một con người tốt trong xã hội, thì trước hết mình phải là một người con hiếu thảo đối với cha mẹ. Lòng hiếu thảo là nhân tố tối quan trọng để cấu thành nhân cách một bậc giải thoát. Kết luận: phàm làm người, mỗi chúng ta đều do cha mẹ sanh ra. Nhờ cha mẹ dưỡng nuôi nên chúng ta nên người. Nhờ cha mẹ dạy dỗ, chúng ta mới có trí khôn. Nhờ cha mẹ lo cho ăn học nên chúng ta có tri thức. Ngày hôm nay ta thành danh chi mỹ không phải chỉ do bản thân ta phấn đấu, mà nhờ chính cha mẹ ta ở phía sau khích lệ, động viên. Khi chúng ta lỗi lầm, cha mẹ sẵn sàng tha thứ. Khi chúng ta vấp ngã, cha mẹ an ủi, dỗ về. Khi chúng ta lạc lối, cha mẹ dẫn dắt chúng ta quay về. Khi cần một bờ vai tựa vào để khóc, không ai hơn bờ vai của cha mẹ ta. Xét về nguồn gốc thì ta nợ cha mẹ tấm thân. Xét về dưỡng nuôi, ta nợ cha mẹ manh quần tấm áo. Những thứ đó là những món nợ nhỏ có thể định lượng mà trả. Còn sự hy sinh của cha mẹ ta, lòng thương yêu vô bờ bến của hai đấng sanh thành, đó là món nợ tình cảm, thì làm sao ta có thể trả được đây? Trọn đời, ta khắc cốt ghi tâm mà sống sao cho xứng đáng đạo làm người, để cho cha mẹ ta vui vẻ sống những ngày ở thế gian. Cha mẹ đối với con cái chăm lo, hy sinh, thương yêu như chư Phật thương yêu chúng sinh. Cha mẹ chính là Phật tại gia, hy sinh cho chúng ta tất cả, đổ mồ hôi, nước mắt, có khi hy sinh cả thân mạng cho ta. Vậy ta nỡ nào phụ ơn cha mẹ cũng như phụ ơn chư Phật? Lấy tiền đi chơi game online, hút chích xì ke ma túy, phung phí vào những sòng bài, sòng nhậu, vũ trường, cá độ, rồi bỏ học, tụ tập ăn chơi, đua xe, bài bạc, karaoke, khiến cho bao bậc làm cha làm mẹ thất vọng, lo buồn, phải già đi trước tuổi. Đó là những đứa con bất hiếu, nhân quả báo ứng sẽ đi đến đau khổ trong tương lai, vì hiện tại làm khổ đau cho cha mẹ mình. Ở bất cứ tuổi nào cũng phải tròn đạo hiếu với cha mẹ, chứ không phải đạo hiếu chỉ dành cho người lớn. Đối với tuổi trẻ chúng ta, đạo hiếu hết sức cần thiết, vì nó là nền tảng của phước báo, là nấc thang nhân nghĩa, đạo đức để chúng ta bước tới những chân trời cao hơn. Công ơn cha mẹ biết nhường nào? Chúng ta chỉ biết khắc cốt ghi tâm, nhớ lời cha mẹ dạy bảo, sống cho nên người. Cố gắng phấn đấu học tập, tu dưỡng đạo đức thành một công dân tốt, hữu ích cho xã hội, thành một người con chí hiếu để xứng đáng với tượng đài vĩ đại của cha mẹ thân yêu.